em bên này em hai lời đó. Lúc thì em lên trên mạng em kêu bà chức á, bà chức xin tiền như này nọ, em cầm len rồi em bốc phết bả, rồi xong giờ tự nhiên giờ là hai mẹ con vui vẻ là sao? Anh ba mới không gọi anh ngoài quán kìa. Em lo quá anh Ly ơi. Bây giờ anh ở đây anh có anh Việt Kiều rồi, anh hạnh phúc rồi. Anh cái cây cây. Trời ơi, cảm ơn Nghi Sơn. Đi dạ, đi đâu rồi? Đi Việt Le, mới chửi xong Việt Le đi rồi. Hồi nãy á, ba biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Gì? Anh Việt Kiều đuổi thẳng Dì Chức đi về luôn. Thế Dì Chức là có không cần anh Việt Kiều, anh Việt Kiều mới kêu Dì Chức đi về đi. Đó. Em nghĩ là vậy không? Cái đó là sự thật. Em không nghĩ vậy. Anh tại vì Dì Chức mở miệng ra không cần anh Việt Kiều nữa, anh Việt Kiều mới nói thôi bà đi về đi. Anh đúng nguyện rất là dễ thương. Anh rất là hiền, anh có giờ đuổi gì chứ vậy á? Đó, mới đuổi xong á. Đó, nghe không? Nghe, nghe đi. Mới đuổi xong á. Anh có nguyện, thì nói nghe nè. Mơ hồ vậy thôi, chứ đây mơ hồ tốt lắm. Anh đừng có đuổi mơ hồ vậy, còn gì cũng mơ hồ lắm. Nha, em tin anh đó. Nha, em đang nguyện, đúng nguyện luôn á. Đúng nguyện ủng hộ cho vậy ha. 10 vé đi trời, 2 vé, nghĩ sao vậy? Anh Anh không nên ép người ta vậy. Em vé rồi đó nha. Anh cho nó vé đi. Thôi bây giờ nè. À thôi bây giờ có anh ba ở đây. Anh em chúng chung. À thôi em cũng cũng cảm ơn. À tri ân, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn tới tấm lòng cô chị Mỹ Dung đã tặng tiền cho em. Em chúc chị Mỹ Dung và gia đình ở bên Cali, Hoa Kỳ, Mỹ Quốc được nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe. Công việc của chị Mỹ Dung được thành công tốt đẹp, gặp thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em mong rằng sẽ được đón chị Mỹ Dung có một chuyến về thăm quê hương đất nước Việt Nam, và cho em được đón chị và mời chị đi tham quan đất nước của mình có thay đổi như thế nào. Mong đón chị về Việt Nam chơi một chuyến. Khoa ơi, nãy chị Mỹ Dung tặng 800 ngàn mà Khoa lấy nhưng nhiều. Nhưng mà cái đó là tiền của anh Tuấn Nguyễn. Không, em không cần tiền của chị Mỹ Dung, nhưng mà tại chị Mỹ Dung hồi nãy á. Chị... Tại vậy đó, lấy tiền chị Mỹ Dung mà kêu không cần không, là sao ta? Không, phải bây giờ ý em nói em không mong muốn là nhận tiền của chị Mỹ Dung, mắc nợ chị Mỹ Dung nhiều lắm. Em chỉ mới biết quen biết chị Mỹ Dung đây thôi, mà thọ ơn của chị Mỹ Dung thì thật là đắc tội với chị Mỹ Dung thật nhiều. Là có nghĩa là Khoa nhận được nhiêu tiền? Dạ em nhận được là của chị Mỹ Dung là 600 ngàn rồi. Chị Mỹ Dung gửi 800 mà Khoa nhận 600 là sao? Sao là sao? Cũng lẽ nó hơn trần gian. Dạ không, ý em nói là tôi em cũng cảm ơn chị Mỹ Dung rất nhiều. Chị Mỹ Dung ơi, cái tấm lòng của chị bao la như vậy. Em lấy thêm 200 nữa em đưa trời đi là đủ 800. Tấm lòng của chị Mỹ Dung bao la như trời biển. Chị Mỹ Dung gửi 800 em đưa 800 nha. Em cảm ơn chị Mỹ Dung thật nhiều nha chị Mỹ Dung. Ơn nghĩa của chị sau này em báo đáp. Em không phải là người giống như chị trước đâu. Tại vì bữa nay em bỏ nhà em đi cho em mới được sự nhờ trợ duyên của chị. Em mang ơn chị suốt đời suốt kiếp. Chợ đó thì người ta đưa em đó thì em 800 thì em... Chị Mỹ Dung đưa 600, bây giờ đưa thêm 200 nữa. Dạ thôi em đã nhận được của chị Mỹ Dung là 800 thôi cái tiền này. Em cảm ơn chị Mỹ Dung thật nhiều nha chị Mỹ Dung ơi. À, chúc chị Mỹ Dung được nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe, công việc của chị được tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, gia đình mạnh khỏe nha chị Mỹ Dung. Cảm ơn chị rất nhiều. Em thọ ơn của chị. Tuấn Nguyễn có tặng gì đâu chút. Có tặng thôi chút hả? Em có tặng mấy chút. Em được có duyên và em được có nhân duyên gặp chị Mỹ Dung và được trò chuyện cùng với chị Mỹ Dung. Chị Mỹ Dung thấy giờ và em được thọ nhận cái đồng tiền của chị Mỹ Dung trợ duyên cho em. Em thay mặt anh ba ơn. Tổng cộng trước sau là nhiêu hả? Đã là 800 rồi. Em cảm ơn 800 của chị Mỹ Dung tặng cho và em thọ ơn của chị Mỹ Dung. Em cảm ơn chị Mỹ Dung rất nhiều. Sau này em mong được đón chị Mỹ Dung về thăm quê hương đất nước Việt Nam và cùng em đi chơi với chị Mỹ Dung nha. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều.
ai lớp YouTube của Mo chị? Ai lớp YouTube của Mo đó, trời ơi trời ơi. Lúc trước là Khoa thực sự nói là Khoa không có nhận tiền, nhưng mà hiện tại giờ Khoa là đi bỏ nhà mấy ngày rồi, bây giờ bỏ nhà theo trai, bỏ nhà theo trai mấy ngày rồi thì tiền bạc chắc cũng thiếu đủ gì không biết. Thì hôm nay là Việt Kiều Mỹ Dung. Em chỉ nhận lần này thôi. Em mang ơn chị Mỹ Dung nha, chị Mỹ Dung. Em không bắt nợ gì lần nữa đâu. Thôi anh Việt Kiều giờ tặng thêm con trời ơi, không cho quay mọi người ơi. Em không nhận của anh Tuấn Nguyễn đâu. Em không thích đòi nhận của Tuấn Nguyễn. Vì đây là chồng của gì chất. Không, ý là giờ tặng thêm cho Thành Kiều. Không, bây giờ em không muốn nhận của anh Tuấn Nguyễn. Thôi được rồi, 800 đủ rồi. Đủ rồi anh ơi, đủ quá rồi. Đủ rồi. Bây giờ mẹ con nào lo 800 đủ không? Đủ rồi anh. Có cần huy động thêm không? Vậy hơn thôi anh ơi, gọi anh, mạng. Anh đừng nói gì thêm nha. Chị Mỹ Dung, em không có lợi dụng không, đâu. Có nghĩa là không phải chị Mỹ Dung mà trên mạng người ta sẽ tặng em, cho. Em không cần, không cần. Em không muốn mất lợi quay hết. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi. Tắt clip đi. Rồi, tắt đó. Vậy 800 thôi nha mọi người. Rồi. Cả đi. Em không biết nhậu anh, nhỏ lớn, nhớ lớn em. Em không thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đi rượu. Có biết không? Em cũng cảm ơn anh, chị ơi. Nhớ ơn cái tấm lòng của anh đã mời anh. Nhưng anh, mà bây giờ anh hỏi lại. Anh làm em nhậu hôm nay. Hỏi chốt lại là có biết không? Cho em thương anh chị nữa. Tức là anh đừng ép anh ba của em nhậu lần nữa. Em không phải để anh ba nhậu lần nữa đâu. Em không biết nhậu, không biết rượu bia, không biết gì hết trơn. Nhưng em biết có biết không? Hỏi nó rõ. Chị nó không biết. Không biết luôn phải không? Nhưng mà em làm với chồng em thì làm được, chứ em không có làm với người ngoài. Là sao? Em làm với chồng em thôi. Làm chồng em thôi, nhưng mà em biết muốn em có không? Biết. Đó thì nói vậy mẹ đi. Ừ, thì em biết, em nói. Bây giờ nè, cho Khoa thêm 200 ngàn nữa, Thành Kiều, ok chưa? Em không lấy. Không, Hương Trần tặng. Em không lấy. Đủ rồi. Ủa? Em muốn nợ anh, em không thích nhận với anh ba. Người ta chửi em chết đó, đừng có làm vậy. Tại thấy qua em không muốn nhận của anh Hân Trần nữa. Yeah. Em thiếu nợ anh, bây giờ chị Mỹ Dung đã trả cho em rồi. Em còn mắc nợ chị Mỹ Dung thật nhiều đó. Em không muốn mắc nợ của người khác nữa nha. Ok. Đừng để cho kiếp sau em phải làm trâu làm bò làm ngựa. Đây gì chút nữa mà em mong muốn anh hãy đối xử tốt gì chứ, thương yêu gì chứ nha. Em cảm ơn anh á. Ủa. Em mới nãy em hai lời đó. Lúc thì em lên trên mạng, khi mà trước bà chức xin tiền như này nọ, em cầm len rồi em bốc phết bả, rồi xong giờ tự nhiên giờ là hai mẹ con vui vẻ là sao? Không, bây giờ em rất vui, em biết mồ rồi. Ừ, nhưng mà lúc trước em có bốc phết bả đúng không? Không, lúc trước giận thôi. Ừ. Tại vì có người nói em này, chứ giờ em không nghe ai nữa. Bây giờ hỏi qua nè. Vì chứ có điều gì tốt mà Khoa phải năn nỉ anh Việt Kiều tài trợ lại. Không, em mong muốn rằng á, giờ thấy Việt chức lớn tuổi rồi mà con cháu thì không thương yêu Việt chức, mà Việt chức gì bình hòa nhiều quá đi, mà bỏ Việt chức thì cũng không được. Cho nên là em mong muốn là anh Việt Kiều hãy thương yêu Việt chức. Mà lên điều để bà đó, tôi không chỉ bất quan cục với gì. Mọi người ơi, cũng đừng có ghét bỏ Mô Hậu nữa. Mô Hậu bình nhiều lắm, không biết ra đi lúc nào hết. Cho nên bây giờ mỗi người mỗi lời cầu nguyện cho Di Chức được sức khỏe, được an khang mạnh khỏe. Mong cho Di Chức buôn may thì bán đất nha, bán cái số bán hết. Đừng để cho Di Chức bị buồn nữa nha mọi người. Cảm ơn nhiều lắm. Đúng ghê trời, mối tình tới ba luôn không hiểu gì trời. Đấy, quay thôi. Nhưng mà nói hai chút Tuấn Nguyễn câu đi nữa. Anh Tuấn Nguyễn có tặng gì đâu, chốt chỉ khuyên anh Tuấn Nguyễn thôi à. Tình yêu là do duyên trời định. Không, nhưng mà hình như là thấy anh Khoa cũng để ý anh Tuấn Nguyễn nha. Chứ không phải không đâu nha. Bây giờ sẵn cái clip này tỏ tình hay lý gì thì nói. Em không có yêu anh Tuấn Nguyễn đâu. Coi anh Tuấn Nguyễn là cái gì? Chỉ là anh em thôi. Coi anh em thôi. Giống như ba Hưng vậy phải không? Đúng rồi. Cái clip này làm chứng nha, nếu mà okay. Yêu anh Tuấn Nguyễn với yêu okay. Ba Hưng là không được đâu nha. Ok, không có gì đâu. Em đâu có chồng đâu mà. Ta có chồng rồi, ta đâu có quen đâu. Mình xin hiểu lòng, hiểu nghĩ. Anh đi cũng đẹp nữa trời. Gì đó. Anh Tuấn Nguyễn cái tướng đi là phúc hậu lắm. Nhân từ lắm. Anh rất là dễ thương nữa. Trời ơi, dễ thương. Cái điều cười làm. Cái nụ cười của anh Tuấn Nguyễn là say đắm nhiều lòng người lắm. Trời ơi. Vậy mà kêu không yêu. Trời trời.
Chú khen ta hoài mà kêu không yêu. Ý anh nói là cái nụ cười của anh Tú Nguyễn rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Trời ơi. Là phải lòng bao nhiêu chết cô... bao nhiêu cô gái. Đúng rồi. Trời trời. Đi tới đâu là cô gái xếp hàng tới đó. Chết với anh Tú Nguyễn. Ôi. Cái ánh mắt nhân từ, cái nụ cười rất là vui vẻ. Như là nụ cười của Đức Phật Di Lặc vậy. Trời ơi, nghĩ trong đó có hoa quá trời. Hoa khen hoài luôn. Có hoa không? Không có. Chỉ là thấy anh Tú Nguyễn rất phúc hậu, nói thật sự thôi, có sao thì nói vậy. Dì Xuân ơi, con chúc dì mạnh khỏe, an khang, buôn mây bán đất nghi Xuân. Ok, dì Xuân ghi nhận. Ok, cảm ơn đồng hoàng. Đúng má mày, mày cứ dẫn mày hay lì qua đây quá. Ủa, chúc mừng, mình không cảm ơn ta. Ôi, cảm ơn dì, đáng mẹ đáng con, cảm ơn dì nữa. Cảm ơn con gái của mẹ. Gớ tiền dì Xuân ơi. Mẹ. Bỏ ghi ra với bỏ chung mất rớt á. Nhưng mà dì Xuân ơi, con nói này dì Xuân. Không lầm. Lầm là chết dì à. Dì Xuân đừng uống bia nhiều quá, dì Xuân ơi, dì Xuân lớn tuổi rồi. Dì Xuân giữ gìn sức khỏe đi. Dì Xuân uống bia để lọc máu con ơi. Dì Xuân lớn. Dì Xuân uống bia để lọc gan. Nhưng mà dì Xuân đang nhớ, dì Xuân lớn tuổi rồi, Xuân uống bia rồi, có ngày với dì Xuân ơi. Rồi nó là... Có ngày bà tộc quỷ. Ung thư gan thôi. Sơ gan cổ trướng thôi. Nè anh nói cho Thảo Miên nghe nè. Đó ly bằng nữa. Là chị Xuân á uống bia á. Là chị Xuân không có cả bị cả anh nữa đó. Chị Xuân á uống bia không cả có... anh nữa đó. Chị Xuân uống bia không bị gan. Nhưng mà em là bún là em bị gan. Em không bị gì hết á. Mờ cờ anh đừng nói. Mờ cờ. Mờ. Đó mờ... Em không hiểu. Mờ cờ là một. Ở đây. Ghê quá. Ghê quá. Anh đứng đó ngoài đi anh Nguyễn ơi. Ôi trời, nay ai có cái bộ đầm này mặc hôm bữa trước đi Vũng Tàu giờ về mặc nữa. Bây giờ em mới đi qua nhưng mà gì em lấy thật nhiều bộ đồ nè. Bây giờ ngày mai là em bộ mới phải không? Ngày mai là em ra ngoài đó nữa nè. Mai mặc bộ mới phải không? Ừ. Ôi mặc cái đầm này nè. Nè, cái đầm hồng nữa nè, tròn đúng rồi. Nè, cái mặc cái đầm này được. Ôi đi trời. Đó. Trời quá em. Đây, đầm hồng đây. Ôi đầm hồng quá. Hai luôn đi qua. Thay đi. Trời ơi, cái này để là để mình hai ra chơi đâu. Trời ơi, hôm nay muốn kêu gọi anh Tuấn Nguyễn hay gì vậy trời? Đó, tầm một. Nhưng mà cái đầm, nhưng mà em mặc á, Thảo My, em mặc đầm nó trong, em mặc quần xịt dây hay là quần gì? Em biết rồi đó, đi mua luôn. Nhưng mà tự nhiên em mặc quần đùi với cái gì? Bây giờ anh Tuấn Nguyễn biết em đang ướt áo gì không? Ướt áo gì? Giờ nó ướt áo một chuyện nhỏ không? Chuyện gì? Em đang rất buồn mà em không dám nói chồng em ngoài kia, mấy con người ta nói em chưa gì mình đã lợi dụng chồng em. Ừ rồi em nói gì nói anh nghe thử thôi. Thôi em ngại em không dám nói. Ngại anh giúp cho em có bị trục trặc sinh lý không để anh dẫn anh giải tỏa cho em. Không phải em đang muốn có một cái gì tình yêu nữa rồi. Không phải cái mặt không biết rồi. Em đang muốn có một cái điện thoại đó để anh dẫn giúp. Điện thoại như tiền 700.000 Nhật Tảo. Bữa đó 800. Thôi em chỉ mong là em ước ao thôi chứ em không cần lợi dụng ai nữa đó. Em muốn lợi dụng ai mất. Thì ước thì nói. Ước nói anh em giúp được. Ước nguyện thôi. Em ước nguyện thôi. Em không muốn sinh ai hết. Không có không sao á. Nhưng mà em buồn thôi. Em ước ao có một cái điện thoại để em cài. Mà một cái điện thoại xịn thôi. Tổ chân nó không có được dùng. Cái này như thế em. Không, điện thoại cỡ 1 triệu rưỡi, 2 triệu rồi đủ rồi. Bữa bãi đòi 700. Bữa đòi 700-800 mà. Bãi đòi 1 triệu rưỡi rồi. Trời trời. Giá giờ nó rẻ lắm á. Ước thôi chứ bộ. Ta ước thôi, ta ước chứ. Không ai cấm điện thoại. Làm cho ai cấm thì ước đâu. Người ta nói này, em nghe nói là người ta nói ông buộc sẽ cho những người mà tốt bụng được 3 điều ước. Thì có ông muốn ước điều gì? Thì em ví dụ vậy đó. Bây giờ cho 1 triệu rưỡi đi. Hơn chừng bỏ 500 đó. Coi anh Việt Kiều có tặng không mà biết. Thôi bây giờ em không muốn xin ai anh Hơn Trần nữa. Em không muốn là xin anh Việt Kiều gì hết. Em chỉ ước ao có xài không có thôi. Em sống đơn giản lắm. Ước nhưng mà có người giúp đỡ chứ không ước mai, mà không có người giúp đỡ làm sao mà ước. Là em sẽ đâu cũng đâu em nói chồng em mua cho em luôn. Rồi giờ họ chịu chồng đi. Có người giúp đúng không? Em không thích. Em chỉ ước là chồng em sẽ cho em thôi.
Có rắn nào chồng đi. Em nói vậy để cho chồng em nghe được ở ngoài ông đầu luôn. Ôi, đánh tâm lý mạnh quá. Anh hiểu không? Có coi được cái clip này thì anh chồng phải mua cho Pha nha. Anh chồng mua. Anh mày hai lon chồng đó. Mày hai lon chồng đó. Ôi hôm nay vợ nhân tiền à. Có anh ba của anh. Đây. Lâu lâu nhá mà anh làm gì ghê vậy? Mày ở kia không lợi lợi dụng tao à? Chồng ơi, vợ muốn gửi lời với chồng nè. Hôm nay nhân tiền có anh ba của chồng quay cho vợ nha. Giờ vợ muốn nhắn nhủ với chú chồng một lời. Chồng ơi, mai mốt vợ ra ở với chồng, chồng mua cho vợ một cái điện thoại nghe chồng. Chịu lỗi ha, điện thoại chịu lỗi. Nhưng mà chồng nhớ nè, phải thưa với ba mẹ cho tụi mình cưới sớm sớm nha. Chứ vợ chồng làm hạnh phúc nha quá phải không? Vợ muốn có một cái đám cưới thật là linh đình lắm rồi. Mình từng tổ chức.